焊出师门的那克罗斯已将全新功法极指面炼至大圣境界。就在此时，昔日的同门勇已经杀上门来，要为师尊清理门户。Súc môi Việt.vn bán ít cái quần rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Wow, đồng thế nhỉ? Đi qua chứ đừng vô nha, bởi vì vô đây thì tất cả sẽ bị bao vây bởi cái lực lượng kiểm lâm đông như kiến. Hãy xem Long Mã, à không, Kylan của ta đây. Ê nha, thôi. Đồng băng khá là gắt từ chị điều thuyền. Chúng bên mình có thả tim nè, hay chịu hại đánh thường nè. Wow, được của nó, đây có lẽ là phong cách đi đến đâu ăn hôi đến đó của Mô Việt. Bất kỳ vị tướng nào đi rừng là chúng ta cũng phải biết ăn hôi để nhé ơi. Đây, mình xin siêu Việt ngay. Bởi vậy người ta mới nói cướp làm cái gì đúng không các bạn ơi. Wow, hướng biến về đậm chất của Long Thần Soái và trang phục Lôi Quang Sứ. Và Long Thần Soái không có cái gì sự kiện giống nhau, mà cái trang phục này giống sự kiện của Triệu Vân Kỵ Sĩ Tận Thế nha. Bên Đài Loan đã ra mắt rồi, Việt Nam chúng ta phải mất 5 ngày nữa mới ra mắt, tức là ngày 11 tháng 9. Nếu anh em nào chưa biết giá trang phục này thì có thể tham khảo ở cái sự kiện săn trang phục Triệu Vân Kỵ Sĩ Tận Thế, hoặc cũng có thể hỏi anh em đã tham gia cái sự kiện đó rồi. Nếu anh em nào tham gia nhớ comment để mọi người cùng tham khảo nha. Mình nghĩ là tầm hơn 1K5 Xuân Huy, không đắt không rẻ nhưng mà có vẻ là cũng khá là khút máu chứ cái nào đây các bạn ơi. Ngày hôm nay thì Mô Việt tiếp tục múa Lacrosse và Lacrosse đối đầu với Sinetia. Cái kèo này thì hoàn toàn có thể ăn được nha, bởi vì anh em biết là Sinetia lợi hại ở cái khả năng đổi máu, mà các bạn yếu máu mới đổi máu đúng không? Mà khi yếu máu thì bị Lacrosse vồ với cái chiêu một choáng này, chiêu cuối choáng này đấy, thì bạn đổi máu kiểu gì? Mà thậm chí là bạn đổi máu được thì cũng bị cái lượng sát thương vô cùng to của Lacrosse phong cách chí mạng đập cho sấp mặt nha. Ok, ai bảo yếu máu mà. Mà quan trọng chơi Lacrosse là chúng ta phải nhanh anh em ơi. Số lượng anh em fan Lacrosse là rất là đông, và có lẽ thì sắp tới là cái mùa bội thu của chị gà rán khi ra mắt trang phục Lacrosse Nồi Quang Sứ. Rất nhiều anh em hỏi anh Ba ơi, dùng ngọc Lacrosse như thế nào, thì mình cũng đã trình bày với anh em rất là nhiều rồi. Ngọc Lacrosse thì có khá nhiều phong cách, hiện tại đang chuộng cái phong cách 1,6% tỷ lệ chí mạng ở ngọc đỏ, full 10 viên nha. Hoặc anh em cũng có thể sử dụng 5 viên tỷ lệ chí mạng, 5 viên công lý chuyên giáp ở ngọc đỏ, hoặc là 5 viên tốc đánh tỷ lệ chí mạng, 5 viên tỷ lệ chí mạng ở ngọc đỏ. Với ngọc tím anh em dùng full ngọc hút máu 1,6% nha, full luôn. Còn nếu các bạn nào thích dài semi thì có thể dùng 7 viên hút máu, 3 viên tốc đánh tốc chạy ở ngọc tím. Ngọc lục thì giống nhau rồi anh em ơi. Điều thuyền thì làm sao đóng băng được Lacrosse khi solo 1-1 bạn ơi. Ok, đi đến đâu ăn mạng đến đấy, chính là Lacrosse này. Đối đầu với Sinetia thì mình nghĩ là không quá khó, bởi vì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái chữ là lướt của mình để lé chiêu. Một con Sinetia này sát thương là sát thương đánh thưởng mà anh em ơi. Cái đánh thưởng mình không hề sợ đâu. Đó, ta thơ này. Ok, bình tĩnh nha. Sinetia này hồi đầy máu rồi. Ghê phết nhở, Double kill này. Này đi, thêm châu bò này. Ôi, thả tim bạn ơi. Thả tim. Đúng rồi, được lỡ hay. Ok,
Mình có cô giáo Veda mà khống chế 1,5 giây đấy, cộng thêm khống chế chưa một nát cross nữa, đánh thường cũng được làm choáng đấy anh em ơi. Sinetia không được đánh thường đâu. Còn hiện tại để múa Lacrosse thì ngoài việc là các bạn biết combo thì cái combo mình cũng đã trình bày anh em nhiều rồi, hôm nay không nói là phần combo nha. Trang bị thì các bạn nếu mà múa tốt rồi thì chúng ta nên phong cách full nam, còn các bạn là muốn múa ổn định hơn thì trên cái reel hoặc là các bạn có thể thay cái thương xuyên phá bằng cái thương nong Willard. Thì bây giờ là thương nong Willard là cái món đồ mà Lacrosse từ ngày xưa chúng ta hay lên. Bây giờ là khi thương xuyên phá giảm rồi, anh em cũng có thể lên được cái thương nong Willard. Một cái con này cũng phải quan trọng như đòn đánh thường đấy nhá. Trong một cái combo anh em ít nhất phải đánh thường một phát, chứ đừng có combo hoài mà không đánh thường tí nào các bạn sẽ bạn ngay, không có đủ sát thương đâu. Còn không là con này phải đánh thường thật là nhiều. Đấy, khi các bạn dùng chiêu 2, chiêu 1 đánh thường. Tiếp tục dùng cái chiêu 1 bỏ đi. Đó combo cấu rỉa này. Cực kỳ đau đấy anh em ơi, vì những đòn đánh thường của anh em nếu dùng ngọc chí mạng là rất nhiều chí mạng. Đây cực kỳ đau luôn. Đến khi chúng ta lên được thánh kiếm ấy chứ thì lại đau dã man và tàn bạo luôn. Ok này. Con Lacrosse này cũng có những giai đoạn chơi khác nhau. Ví dụ đầu ở giữa game thì anh em đánh theo kiểu cover đồng đội, hỗ trợ đồng đội đi gank thật nhiều. Đấy, mà khi chúng ta xanh rồi, các bạn có thể cướp rừng nha. Các bạn có thể cướp rừng tạo lực lên rừng team bạn khi anh em đã xanh rồi. Đấy, mà team có lợi thế mà xanh là đánh cực kỳ dễ luôn, không cho rừng team bạn farm. Còn đến thời điểm cuối game là thời điểm Lacrosse đã yếu đi rồi, không còn khỏe so với chiến địch nữa. Thì các bạn sẽ chơi chiến thật là đẩy lính thật cao, sau đó thì bê trụ trộm. Mà nếu không bê trụ trộm thì tướng địch mà kiểu là cho người về phòng thủ thì mình lại chạy nhanh ra tranh, thì lúc đó team mình lại hơi người, mình thắng rất dễ dàng trong giao tranh anh em ơi. Cơ động mình có quyền, ai chạy nhanh bằng anh Na được không, chạy đâu cho hết nắng này Sinetia. Thôi cái kiểu đấy thì mình chịu rồi. Ok, triple kill anh em ơi. Ở những trường hợp mà Sinetia bật cái huyết tế là anh em tránh xa nha, đúng gần là ăn choáng sấp mặt với cả rất nhiều sát thương bởi lý đấy. Và nói chung đánh Na là chúng ta thắng là thắng thật nhanh, còn muốn thua ấy thì các bạn cứ nhây. Ở cuối game múa rất là khó vì tướng địch có đồ rồi, mình thì thường phong cách là nhiều đồ đam mà. Wow, không đủ sát thương. Điều thuyền này, thực ra bắt điều thuyền cũng hơi khó phê anh em ơi, bởi vì điều thuyền có cái khiên né được sát thương, né được khống chế. Thành ra phải dồn hết cả combo thì mới giết được bé điêu thuyền. Và nhiều khi chúng ta dồn hết combo quay đi thả tim anh em ơi, chí mạng cái chết luôn. Ok, 12-0 rồi. Và có lẽ thì video clip mùa Việt chơi lắc đến đây là hết rồi. Đánh nhanh thắng gọn. Công nhận là Lacrosse nơi quán xứ múa mượt thiệt đấy, sự đấy các bạn ơi. Bạn cần mua áo game anime thời trang hãy đến shop áo muaviet.com nha anh em ơi, với nhiều mẫu mã thiết kế cá tính đẹp mắt cùng nhiều size phù hợp. Áo liên quân, áo 45, one pie, miễn phí giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.